Em không cần mang son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mờ ngay thôi. Kara có quay lại để giặt giày ở đây hay không thì chắc có lẽ là không. Thì các bạn ơi, là hôm nay là Hala có một cuộc hẹn đi uống cà phê với lại bạn của Hala. Với lại bên cạnh đó là Hala cũng đi giặt đôi giày MLB của Hala luôn, cũng dơ lắm rồi, buổi giờ mưa. Xong giày nó màu trắng cũng dơ, mà bây giờ Hala bị đi trễ các bạn ơi, không biết vô nó có chuỗi không luôn. Nani? Omae wa mou shindeiru. Đâu? Em không cần mang son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mờ ngay thôi. Yeah, con quỷ ơi. Kêu anh thả thính với cái tên Thanh Hằng thử. Trung thu tới rồi. Anh muốn làm thả ngọt trong lòng Hằng ơi. Chị Hằng á. Yeah. Yeah. Bạn nào mà là fan của anh Benji á, mình lựa mấy cái ngày buổi trưa trưa hoặc là buổi chiều á, thường là anh Benji hay ngồi ở dưới quán cà phê của mình lúc buổi trưa trưa á. Đó, bạn nào mà canh được cái giờ trưa dậy qua đây gặp anh Benji liền à. Hala hồi xưa là Hala có một khoảng 2 tháng, 1 hay 1-2 tháng á, là cái công ty cũ của Hala á, là hồi xưa là Hala gặp anh Benji hoài luôn á, mà mình chưa có dịp chụp hình, với lại hồi xưa lúc đó chưa có rap Việt á cũng không nghe nhạc của anh Benji nhiều nữa. Hiện từ ngày có cái bài Google anh là lộn vậy, ở Big City Boi đó, không phải trending, không phải YouTube, không phải changing. Cái thời điểm đó là trở về sau rất là thích anh Benji luôn các bạn, thêm rap Việt nữa, rồi thêm nụ cười của anh nữa, rồi thêm những câu thả thính nữa. Google anh là Châu A mà Google là anh A đó, nhưng mà chưa có nói được cái câu đó nữa. Nói chung là chị thích anh Benji quá giờ sao? Chị thích anh Benji quá giờ sao hả biên tập? Ngủ mơ. Thì bây giờ không có mơ nữa, bây giờ chạy qua kia giặt đôi giày MLB để cuối tuần này đi chơi với trai. Và cái view của quán cà phê của anh Benji rất là xanh luôn các bạn ạ. Hồi xưa đó là cái quán tên gì nhỉ? Quán cái tên gì nghe bánh bèo lắm, xanh xanh gì. Thế là bây giờ anh đổi thành vegan. Đó, rồi thêm quán tiệm giặt giày kế bên nữa. Nói chung là ngồi đây mình đọc sách nè, rồi mình học bài nè, cái kiểu này thì cũng rất là yên tĩnh luôn các bạn ạ. Hồi hôm bữa là Hala mới vào web của với lại Instagram để check giá coi thử là tiệm giặt giày của anh Binz á, giá cả như thế nào, thì Hala cảm thấy là rất là vừa tiền, túi tiền của học sinh luôn. Mấy đôi giày kiểu như Converse nè, MLB nè, hay là Nike, Adidas, kiểu mấy cái kiểu vậy thì giặt bình thường giá như là 100.000 đó. Còn mấy cái đôi giày là kiểu như Gucci nè, hay Chanel cái kiểu rồi thì là 200.000. Để bên cạnh đó là cũng có cái dịch vụ mà sửa lỗi giày, như là giày của bạn bị tróc da hay là bị hư cái gì đó thì bên anh cũng có khắc phục luôn. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, Hala sẽ vào và giặt đôi giày của Hala để cuối tuần này Hala đi chơi với trai. Bên cạnh đó thì sẽ review các bạn xem là dịch vụ của tiệm giặt giày MDT là CC Store như thế nào nha các bạn. Đi theo mình lốt CC Sneaker như thế nào nha các bạn, đi theo mình. Thì cái này bên mình có fit là được luôn các bạn, là rẻ là như ban đầu luôn. Cả hai bên luôn. Là giá bao nhiêu vậy? Fit này là 300.000. Là giặt là phải fit đúng không? Giặt tính tiền riêng, bạn giặt là 100.000 một đôi, còn fit phần này là 300.000. Giặt đến 6 ngày là bạn nhận được. 6 ngày? Dạ. Dạ. Ok các bạn ơi, 2 ngày sau Hala sẽ quay lại để lấy giày, rồi sẽ review các bạn xem là giày của Hala có sạch hay không và dịch vụ của bên anh như thế nào. Đây thì các bạn nào mà bị fix lỗi giày á thì các bạn sẽ tới để mà bên đây khắc phục luôn, thì giá là 300 nha các bạn. Đây. Rồi một ngày, 2 ngày nữa hay là sẽ quay lại trở lại đây. Rồi bye các bạn nha. 2 days later. Hôm bữa là Hala có giặt giày ở CC Sneaker của anh Benji. Thì đây, bữa là có cuộc hẹn thứ 5 để lấy giày nhưng mà bận nên là hôm nay là thứ 6 Hala mới lấy được. Rồi bây giờ Hala cho lấy giày nha. Hala mua đôi giày này dễ thương nè. Anh ngồi ghế chờ mình. Dạ, ok. Mua đồ rẻ không? Từ quán họ có cái đồ gì? Em là cà rốt, anh là bình họ, anh sẽ méo như xe ổ. Dạ. Nó cắn thật. A few moments later. Các bạn ơi, bây giờ Hala sẽ mở xem coi thử là giày của tiệm anh Binz giặt có sạch hay không, có theo như ý muốn ước nguyện của Hala hay không nha. Không phải nói là đầu tiên là cái packaging đó không, bằng túi zip nè, nhìn đúng nghệ thuật luôn đó. Mà cái mùi giày thơm, cái mùi nho á, có thứ giày giặt phải sợ. Dạ sợ nha. Thì Hala cảm thấy là giày giặt thì nghe mùi thơm nhưng mà ý là cảm thấy là giặt, cái giày giặt nó không có được kỹ lắm các bạn. Bởi vì là Hala có việc cần dùng nó nên là Hala mới chọn dịch vụ 2 ngày là có liền, chứ thực sự là phải 5 ngày mới có. Thì không biết là nếu mà giặt giày mà 5 ngày mới có thì có sạch hơn hay không. Giá thì 150 với giặt một đôi giày này thì Hala cảm thấy là hơi đắt đó nha. Nhưng mà không sao, vì anh Binz Hala quyết định sẽ chọn CC Sneaker để giặt đôi này đó. Nói chung là nếu mà thang điểm 10 thì Hala chọn, Hala cho 7 điểm trên thang điểm 10. Để mà nói mà Hala có quay lại để giặt giày ở đây hay không thì chắc có lẽ là không. Thay vào đó là nếu mà Hala sẽ tới để mà kiểu fix lại những cái lỗi giày này nè. Thì đó, thì các bạn muốn trải nghiệm cái dịch vụ giặt giày bên CC Sneaker của anh Binz thì cứ tới để thử thôi nha. Xong rồi, nói chung là Hala cảm thấy ở mức ổn. Cũng cũng biết nói gì hơn nữa thì thôi, bye bye các bạn nha. Và các bạn thấy cái clip thế nào hãy comment với Hala biết. Và đừng quên là tuần này sẽ có team anh Binz đấu, thì hãy nhớ ủng hộ anh nha. Còn gì hãy các bạn, hẹn gặp lại.